Phân tích tiềm năng vị trí dự án Empire City. Hello, chào anh chị, em ở góc này nè. Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh của Đức Nhân, và lại là mình đây. Mình là Đức Nhân, chuyên gia trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Trong suốt 6 năm trong nghề, mình đã giúp được hàng trăm khách hàng mua căn hộ tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay mình xin phân tích đầy đủ tiết về vị trí tiềm năng của dự án Empire City. Xin mời các bạn theo tôi. Hiện tại mình đang đứng tại giao lộ giữa đại lộ Vòng Cung và đường Mai Chí Thọ, ngay trên nóc hầm Thủ Thiêm. Và phía bên tay trái mình đây là quỹ đất hơn 14 hectare của dự án Empire City. Empire City nằm ngay vị trí đắc địa giao thương giữa các cái đại lộ lớn tại trung tâm Thủ Thiêm. Và phía bên tay phải của Empire City là quỹ đất của chủ đầu tư Lotte, hiện tại vẫn chưa có thông tin triển khai. Đồng thời phía giáp sông đó là khu nhà thờ, trường học và tu viện của Thủ Thiêm. Nằm bên bờ sông Sài Gòn thơ mộng, và đối diện bên kia là quận Nhất và bến Nhà Rồng quận Tư. Empire City nằm trọn vẹn trong khu chức năng số 2B, được định hướng sẽ trở thành trung tâm thương mại và tài chính theo quy hoạch chính thức mới nhất của khu đô thị mới Thủ Thiêm. Với vị trí sát hầm Thủ Thiêm, cư dân dễ dàng di chuyển đến trung tâm quận Nhất chỉ với 5 phút qua hầm Thủ Thiêm. Ngoài ra, chúng ta có thể đi vào khu trung tâm bằng cầu Thủ Thiêm 2 và cầu đi bộ. Trong vài năm tới, từ Empire City, cư dân sẽ thuận tiện di chuyển qua các quận lân cận bằng các cây cầu huyết mạch, cụ thể như cầu Thủ Thiêm 1 qua quận Bình Thạnh, cầu Thủ Thiêm 3 qua quận 4 và cầu Thủ Thiêm 4 qua quận 7. Đồng thời, Empire City là điểm kết nối các khu đô thị lớn và hiện đại của thành phố mới Thủ Đức như khu đô thị Sa La, khu đô thị An Phú Ấn Khánh, khu dân cư Thảo Điền, khu đô thị Cảng Trường Thọ, khu liên hợp thể dục thể thao Sài Gòn Sport City và trung tâm hành chính Thạnh Mỹ Lợi. Cộng đồng cư dân Empire City tương lai sẽ được thừa hưởng đầy đủ các dịch vụ tiện ích ngoại khu vô cùng phong phú, theo quy hoạch bài bản của một khu đô thị thực sự như quảng trường trung tâm, hồ trung tâm, hồ trung tâm Thủ Thiêm, công viên ven sông cùng khu dự trữ sinh thái rộng hơn 80 hectare, các công trình văn hóa khác như là nhà triển lãm, trung tâm triển lãm quy hoạch, nhà hát opera, tu viện nhà thờ, khu văn hóa thiếu nhi thành phố, bệnh viện quốc tế và trường học quốc tế theo chuẩn 5 sao. Ngoài ra, nằm liền kề dự án Empire City là một tổ hợp nhà thi đấu đa năng và sân vận động của chủ đầu tư Vingroup. Wow, quá nhiều tiện ích hấp dẫn phải không nào? Chắc chắn Empire City sẽ được thừa hưởng đầy đủ các giá trị tương lai mà ít dự án nào có được. Rồi, trên đây là đầy đủ các thông tin chi tiết về vị trí dự án Empire City. Ngoài ra, Đức Nhân vẫn tiếp tục ra mắt thêm những video phân tích về chủ đầu tư, phân tích về tiện ích thiết kế bàn giao cũng như là những cái tiềm năng tăng giá của dự án Empire City ở những video tiếp theo. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý anh chị và các bạn đồng nghiệp. Nếu có thắc mắc gì, vui lòng liên hệ với mình theo thông tin liên hệ trong phần mô tả. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.